Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Võ Văn Thưởng là anh hề hay anh khờ trên cương vị chủ tịch nước. Ghế chủ tịch nước lâu nay được xem là ghế của người thất bại. Từ thời ông Trương Tấn Sang cho đến nay chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là chủ tịch nước được xem là người chiến thắng. Ông Nguyễn Phú Trọng cũng muốn giống ông Tập Cận Bình thâu tóm chức tổng bí thư và chủ tịch nước về một mối và ông đã thành công. Tuy nhiên sau đó ông phải rút bỏ chức vụ này được xem là hữu danh vô thực. Khi mà đang ngồi chiếc ghế chủ tịch nước, ông đã bị gục ngã suýt chết tại Kiên Giang vào năm 2019. Đó là khi ông vào Kiên Giang bị đột quỵ lần thứ nhất. Thời gian đó ông mất tích cả tháng trời. Chiếc ghế chủ tịch nước thường dành cho những người thất bại. Vào năm 2011, đại hội lần thứ 11 của Trung ương Đảng, ông Trương Tấn Sang giành được giải an ủi khi mà ông Sang thất bại trước ông Nguyễn Phú Trọng trong cuộc đua vào chiếc ghế tổng bí thư. Sự thất bại này đã đẩy ông Trương Tấn Sang vào ghế hữu danh vô thực, ngồi đấy trong 4 năm rồi rút lui. Năm 2016, ông Trần Đại Quang rời khỏi ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực, nhường ghế Bộ trưởng lại cho Tô Lâm. Việc rời khỏi Bộ Công an được xem như là một thất bại của ông Quang, bởi khi ngồi vào ghế Chủ tịch nước, khả năng tự bảo vệ mình không còn nữa. Thực tế, ông Trần Đại Quang đã mất mạng vì khi đang ngồi ở ghế không quyền lực mà muốn cứng đầu với những kẻ đang có quyền lực tuyệt đối trong tay. Đến năm 2021, ông Nguyễn Xuân Phúc bị các nhóm lợi ích mạnh hơn đẩy bay ra khỏi chiếc ghế thủ tướng đầy quyền lực và nhiều cơ hội để kiếm trác. Việc ngồi vào chiếc ghế chủ tịch nước được xem là một thất bại đau đớn với ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Và cũng như Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc không thể tự bảo vệ mình và kết quả như mọi người đều đã biết, ông đã ngã ngựa giữa chừng. Chỉ có ông Nguyễn Phú Trọng là người thành công trong vai trò chủ tịch nước. Vào năm 2023, sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời ghế, cuộc chiến vào chiếc ghế chủ tịch nước là cuộc chiến được xem là buồn cười nhất trong việc sắp xếp nhân sự cấp cao. Thay vì những ứng viên tranh giành nhau, thì lần này hai ứng viên cho ghế là Tô Lâm và Võ Văn Thưởng lại đùn đẩy lẫn nhau. Ai thất bại là người sẽ được lên chiếc ghế chủ tịch nước. Được biết, từ chủ tịch nước và tổng bí thư trong tiếng Anh như nhau đều là president cả. Thật mỉa mai với chiếc ghế tương đương chiếc ghế tổng thống một quốc gia mà lại tránh né và đùn đẩy nhau, và cuối cùng cuộc đua là Võ Văn Thưởng. Tô Lâm là một tướng võ biển, dù rất hung hăng, bất chấp, rất nguy hiểm đối với bất kỳ ai, nhưng lại non nớt trong chính trường. Ông Tô Lâm non đến mức ăn cho được bữa thịt bò rát vàng, để rồi hình ảnh đáng xấu hổ đó phát tán khắp nơi, không biết giấu mặt vào đâu cho hết xấu hổ. Tuy có súng ống trong tay, nhưng ông Tô Lâm vẫn là một nai tơ đối với một cáo già chính trị như ông Nguyễn Phú Trọng. Như vậy, ông Võ Văn Thưởng là con người còn non hơn cả ông Tô Lâm, thì mới là kẻ thất bại trước Tô Lâm trong cuộc cạnh tranh trốn khỏi chiếc ghế chủ tịch nước. Sự thật là khi vào cương vị chủ tịch nước, ông Võ Văn Thưởng đã tỏ ra non nớt và khờ khạo trước người đồng cấp đến từ Úc, toàn quyền David Hooley. Trước mặt ông Hooley, ông Võ Văn Thưởng đã yêu cầu chính quyền Úc xử lý những người chống phá Việt Nam từ Úc. Một yêu cầu nói lên rất nhiều về con người ông Võ Văn Thưởng, nói cho thấy ông thiếu kiến thức về nền dân chủ và từ đó ông tự biến mình thành anh hề trước con mắt của người dân Việt Nam và quốc tế. Ông Võ Văn Thưởng đã tỏ ra hết sức ngây ngô, kém hiểu biết về chính trị tại Úc cũng như trên thế giới. Kẻ kém hiểu biết thường chỉ biết suy bụng ta, ra ra bụng người. Suốt đời ông Thưởng chỉ biết Marx với Lenin và những hành động phi dân chủ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Thưởng thì nghĩ rằng nước Úc cũng như vậy. Có người nói ông Thưởng đã cho mọi người thấy rõ sự ngây ngô và cả sự kém hiểu biết của ông ta. Không thể nói ông Thưởng là anh khờ, nhưng rõ ràng ông Thưởng đang là anh hề trước mặt bạn bè quốc tế. Đã lên đến chức chủ tịch nước mà vẫn cứ làm hề thì đấy là sản phẩm của nền giáo dục của Đảng Cộng sản Việt Nam, không biết gì ngoài Marx Lenin cũ dịch. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d với bản tin Võ Văn Thưởng là anh hề hay anh khờ trên cương vị chủ tịch nước đây. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới.
Trung Khoa Thời báo.de. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tham vọng lên trời hái sao của Đinh Tiến Dũng và Trần Sĩ Thanh trong vụ chuyến bay giải cứu. Mới đây, thành phố Hà Nội đã nổi lên hai nhân vật lớn, đó là ông Trử Xuân Dũng, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và Nguyễn Anh Tuấn, cựu Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội. Theo kết luận điều tra mà Bộ Công an Việt Nam công bố, ông Dũng đã nhận hối lộ tới 2 tỷ đồng, ông Tuấn nhận hối lộ lên tới 61 tỷ đồng để mà chạy án. Nếu bàn về xa hơn nữa thì Hà Nội đã có hai cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ngồi tù, đó là ông Nguyễn Đức Chung và ông Trung Ngọc Anh. Điều đáng nói là ông Trung Ngọc Anh được Bộ Chính trị chọn làm Chủ tịch thành phố thay ông Nguyễn Đức Chung cũng chẳng trong sạch gì. Vị trí Chủ tịch thành phố Hà Nội trước đây cho thấy quan chức chưa bị lộ thay thế quan chức bị lộ, chứ chẳng tìm đâu ra ông quan nào thanh liêm cả. Ông Đinh Tiến Dũng, Bí thư thành phố Hà Nội. Xét về sự thay thế từ ông Nguyễn Thế Thảo sang ông Nguyễn Đức Chung thì cũng chẳng khá gì. Ông Nguyễn Thế Thảo là một ông cựu chủ tịch thành phố đã để lại rất nhiều vết tích, làm nát thành phố lớn nhất từ trước đến nay. Đầu tiên là việc để cho quy hoạch thành phố Hà Nội bị băm nát, đến mức không thể nào nát hơn. Sự quản lý yếu kém có dấu hiệu tiêu cực rất lớn này đã làm cho các đời chủ tịch sau không cách nào sửa chữa cho được. Và cả Bộ Xây dựng cũng không có cách nào để sửa sai. Ngoài ra, ông Nguyễn Thế Thảo là người ra chủ trương chặt 6.700 cây cổ thụ tại Hà Nội vào năm 2015. Đấy là các đời chủ tịch, còn nói về bí thư cũng như vậy. Ông Hoàng Trung Hải làm bí thư đã bị kỷ luật, nhưng sau đó hạ cánh an toàn. Và hiện nay, ông Đinh Tiến Dũng cũng từng bị kỷ luật về mặt đảng. Ông Trần Sĩ Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chủ tịch thành phố Hà Nội hiện nay là ông Trần Sĩ Thanh. Ông Thanh nổi tiếng với câu nói: mình trong veo thì sợ gì? Vâng, mọi cán bộ đều có quyền nói trong veo nếu họ chưa lộ. Còn khi bị lộ thì ai cũng mang đầy tội danh, không thể nào đếm cho hết được. Ngay cả những người đã hạ cánh an toàn như ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cũng có quyền nói từ trong veo đối với bản thân mình. Bởi tới nay ông Thảo chưa hề bị kỷ luật đảng từ khi tại chức cho tới khi ông về hưu. Tuy nhiên, ông Thảo có trong veo thật sự hay không lại là một câu chuyện khác nữa. Nguyên nhân không có cán bộ nào của Đảng Cộng sản Việt Nam trong veo thực sự là bởi nếu sống bằng lương, quan chức sẽ nghèo hơn cả phụ hồ. Cho nên họ phải tìm cách tư túi. Có tới 100% quan chức là tư túi mới sống được, khác chăng là người tư túi ít, người tư túi nhiều và người che đậy tốt, người che đậy kém mà thôi. Người che đậy tốt có quyền lên mặt tự cho bản thân là trong veo. Mới đây, báo Dân Việt có bài viết Hà Nội sẽ bố trí cán bộ có đạo đức tốt để phục vụ công tác giải quyết khiếu nại tố cáo. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định sẽ xem xét trách nhiệm của những nơi để xảy ra điểm nóng, chậm giải quyết các vụ việc khiến người dân bức xúc, nổi cộm. Tìm cán bộ có đạo đức khó hơn lên trời hái sao vậy. Hai người đứng đầu thành phố Hà Nội hiện nay là ông Đinh Tiến Dũng, bí thư. Ông Dũng thì đã bị kỷ luật về mặt đảng, xem như ông bí thư không phải là người có đạo đức tốt. Còn ông Trần Sĩ Thanh thì sao đây? Ông Thanh đã từng nói, mình trong veo thì sợ gì? Liệu rằng ông có trong veo thật hay không? Ông chỉ là người chưa bị lộ như ông Trung Ngọc Anh khi tiếp nhận chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội sau khi ông Nguyễn Đức Chung ngã ngựa. Có người cũng cho rằng không chỉ Hà Nội mà cả các bộ máy chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ương cho đến địa phương hiện nay cũng không tìm đâu ra người có đạo đức cả. Việc chọn người để xử lý công việc là chọn những người nào chưa bị lộ, còn bị lộ thì lúc đó sẽ chọn người khác theo tiêu chuẩn như vậy. Đấy là cái vòng luẩn quẩn, loại rồi lại chọn và chọn rồi lại loại mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang áp dụng. Tìm ra cán bộ có đạo đức xem ra còn khó hơn lên trời hái sao. Có ý kiến cho biết như thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin Tham vọng lên trời hái sao của ông Đinh Tiến Dũng và Trần Sĩ Thanh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de